Nhà đất Thế Chiến trên kênh YouTube xin kính chào quý anh chị nha. Vâng, công ty chúng tôi chuyên xây dựng, sản xuất, cung cấp kinh doanh và phân phối mọi nhà đẹp, đất đẹp, tòa khách sạn và căn hộ thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra còn có các trang fanpage và Facebook, Zalo, TikTok, Twitter, Instagram, vân vân. Quý anh chị có nhu cầu hãy truy cập các trang Facebook và Zalo để theo dõi được nhiều sản phẩm hơn, nhiều thông tin hơn nha. Vâng, hôm nay công ty Thế Chiến sẽ gửi đến quý anh chị hai căn nhà liền kề mới hoàn thiện xong vào tháng 7 năm 2023. Căn nhà vừa mới hoàn thiện xong vào hôm qua cho quý anh chị. Với cái cấu một trệt hai lầu rất là đẹp, nằm ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng, quận Thanh Khê. Căn nhà hôm nay vị trí nằm trên con đường Kiệt, đường Hải Phòng nha quý anh chị. Đây là phía trước mặt tiền của ngôi nhà. Căn nhà hôm nay có hai căn liền kề mới hoàn thiện xong, với chiều ngang mỗi căn là 3m25, dài 22m quý anh chị. Đây căn nhà Kiệt, trước nhà là 2m rưỡi và cách đường chính đường Hải Phòng chỉ 15m. Quý anh chị thấy xe đang đi quý anh chị ha. Với diện tích một căn bên trái và một căn bên phải thì căn bên trái diện tích 80m², căn bên phải 62m² như quý anh chị. Cả hai căn hôm nay thì vị trí rất là đẹp cũng như là thiết kế không gian đẳng cấp, có hồ bơi trong nhà luôn quý anh chị ha. Đây là một trong những xu hướng mới của năm 2023. Căn nhà hôm nay nằm hướng Tây lệch Nam như quý anh chị. Thế Chiến hôm nay sẽ quay một căn thôi quý anh chị ha. Hai căn thì mẫu mã như nhau. Căn bên này thì diện tích 80m², chiều ngang 3m25, dài 22m, có nở hầu chữ L. Căn nhà thiết kế một trệt hai lầu với phong cách hiện đại sang trọng, rất là sang luôn quý anh chị, nội thất cao cấp. Chúng ta vào ở ngay. Căn nhà không thiếu bất cứ cái gì các quý anh chị ha. Với chiều dài 22m, rất là dễ thiết kế. Mặc dù chiều ngang hơi khiêm tốn nhưng mà bù lại được nội thất nha quý anh chị. Căn nhà hôm nay thì diện tích là 80m², diện tích xây dựng là 200m sàn quý anh chị ha. Chúng ta có 3 phòng ngủ, 3 toilet, 4 toilet, phòng khách, phòng bếp, phòng thờ và sân phơi và sân để xe máy. Khu vực sân để xe máy khá là rộng rãi nha quý anh chị. Xung quanh chúng ta thì được ốp đá 100%. Căn nhà hôm nay đã full nội thất, chúng ta vào ở ngay. Vị trí rất là đẹp ngay trung tâm của thành phố Đà Nẵng rồi. Trung tâm đường Hải Phòng, cách bệnh viện đa khoa chỉ 1km thôi quý anh chị ha. Xung quanh bán kính 500m, không thiếu bất cứ gì cả quý anh chị. Căn nhà với chiều ngang khá khiêm tốn 3m2. Vì nằm trong kiệt cho nên là chúng ta không thể đòi hỏi gì hơn. Đây là khu vực không gian phòng khách và phòng bếp. Tất cả đều 100% là full nội thất cao cấp. Quý anh chị thấy không gian trần thạch cao rất là đẹp nha quý anh chị. Đây là mẫu trần mới nhất của năm 2023, rất là hiện đại. Không gian bếp chúng ta có tủ bếp cũng như là khu vực bàn ăn 6 ghế. Tường chúng ta đóng phào chỉ rất là nhiều luôn quý anh chị ha, tạo điểm nhấn cho ngôi nhà. Đây là một trong những căn nhà có hồ bơi, được thiết kế mẫu mã rất là đẹp, rất là công phu. Gia chủ rất là tâm huyết cho căn nhà hôm nay. Khu vực toilet tầng trệt chúng ta được thiết kế phía dưới cầu thang để tiết kiệm không gian. Căn nhà hôm nay thì nằm hướng Tây lệch Nam nha quý anh chị. Khu vực Đà Nẵng thì mùa hè thì rất là nóng, rất là kéo dài. Cho nên là gia chủ thiết kế hồ bơi trong nhà. Khu vực hồ bơi khá là rộng rãi, tầm 20m² nha quý anh chị. Chúng ta có thể nghỉ ngơi sau những giờ làm việc cũng như là vui đùa, cho trẻ nhỏ tắm hồ bơi. Rất là thích luôn quý anh chị ha. Khu vực xung quanh hồ bơi đều có trang trí trồng cây xanh rất là nhiều. Căn nhà hôm nay thì giá bán là 4 tỷ 750 triệu nha quý anh chị. Căn nhà 80m² thì giá bán là 4 tỷ 750 triệu và căn nhà bên cạnh 62m² bán là 4 tỷ 550 triệu. Tất cả giá bán đều được còn là thương lượng với chính chủ. Quý anh chị có nhu cầu hãy liên hệ công ty Thế Chiến. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cũng như là dẫn anh chị xem trực tiếp căn nhà hôm nay. Căn nhà hôm nay thì chúng tôi có bảo hành cho quý anh chị 2 năm chống thấm và bảo trì trọn đời cho quý anh chị ha. Căn nhà nằm vị trí ngay trung tâm rồi, cách sân bay Đà Nẵng, cách trung tâm
đi chúng ta đi đâu cũng chỉ tầm khoảng 2-3 phút đi xe máy thôi quý anh chị. Vị trí rất là gần. Từ đây chúng ta đi đến cầu sông Hàn chỉ mất đúng là 2 phút, đi ra sân bay cũng 2 phút. Đi ra cầu Rồng 5 phút. Trung tâm đường Hải Phòng ngay sát Lê Duẩn. Vị trí trung tâm Sầm Uất. Kinh doanh rất là tốt. Tôi chỉ đang đứng trên khu vực không gian cầu thang. Khu vực không gian đứng từ trên nhìn xuống phòng khách cũng như phòng bếp rất là đẹp nha quý anh chị. Không gian cầu thang chúng ta được ốp đá hoa cương. Hoa cương hai mặt luôn quý anh chị. Cũng như là lan can kính cường lực cũng như tay cầm nẹp. Không gian cầu thang được thiết kế không gian trắng đen rất là đẹp nha quý anh chị. Rất là hiện đại. Đây là phong cách mới của năm 2023. Căn nhà có giếng trời ở giữa cũng khá là thông thoáng, ánh sáng rất là tốt. Căn nhà hôm nay thì ngoài cái nhược điểm là chiều ngang hơi bé một chút thôi quý vị, còn lại tất tật là không có chỗ nào để mà chia cả quý vị ha. Mỗi phòng ngủ chúng ta đều có một ban công cũng như là toilet bên trong. Tất cả 100% toilet cũng như là các phòng ngủ chúng ta thiết kế theo chuẩn khách sạn 5 sao. Căn nhà hôm nay thì đảm bảo quý anh chị nào đến xem trực tiếp chúng ta sẽ mê ngay luôn quý anh chị ha. Nếu quý anh chị đang có nhu cầu tìm nhà ngay trung tâm phố Đà Nẵng thì có thể tham khảo ngay căn nhà này. Giá bán hôm nay rất là tốt nha. Với diện tích căn nhà hôm nay là 80m2. Thì giá bán hôm nay thì khá là tốt rồi, đảm bảo không còn giá nào tốt hơn nữa quý anh chị. Diện tích 80m2, nhà xây dựng là 200m sàn. Với không gian thiết kế nội thất đẳng cấp cũng như là hồ bơi, khu vui chơi rất là tốt cho trẻ em. Từ đây nhìn xuống không gian rất là tốt nha ha. Mùa hè thì chúng ta có hồ bơi, có nước cho nên là không gian không khí trong căn nhà cũng khá là mát luôn, không có nóng. Quý anh chị thấy khu vực không gian phòng ngủ như thế nào ạ? Phòng ngủ chúng ta đều được trang bị 100% tủ giường, chăn ga, gối đệm. Toàn loại xịn nha quý anh chị. Đồ cao cấp nha. Tiếp tục đến với không gian khu vực căn phòng master, căn phòng phía trước mặt tiền của nhà. Nói chung thì thiết kế thì như nhau đúng không anh chị ha. Toilet có đầy đủ thiết bị lavabo, bồn cầu, bồn tắm, tắm đứng. Mỗi phòng thì chúng ta có diện tích tầm 25m2 với không gian ban công riêng, tủ kính cường lực đen, cửa thì cửa nhôm sinh pha. Với không gian vị trí như thế này thì căn nhà hôm nay thì quá là hoàn hảo rồi quý anh chị. Giá bán cũng đang rất là hợp lý luôn. Vâng, quý anh chị đang xem review trực tiếp căn nhà hôm nay tại đường Hải Phòng trên kênh Nhà Đất Thế Chiến. Nếu quý anh chị có nhu cầu tìm nhà và đất cũng như là tòa khách sạn căn hộ tại thành phố Đà Nẵng thì có thể liên hệ công ty Thế Chiến nha. Công ty chúng tôi vẫn còn rất là nhiều sản phẩm nhà và đất đẹp tại thành phố Đà Nẵng để giới thiệu đến quý anh chị. Quý anh chị có nhu cầu hãy liên hệ Thế Chiến nha. Cũng như là nếu mà cần nhà xây dựng, chúng tôi có đơn vị thi công trọn gói gia đình, nhà ở cho quý anh chị ha. Công ty chúng tôi hiện tại đang có rất là nhiều ưu đãi cho quý anh chị có nhu cầu xây dựng nhà ở. Ưu đãi rất là tốt luôn, đảm bảo quý anh chị đến gặp Tứ Tiến, chúng tôi sẽ tư vấn cho quý anh chị ha. Tiếp theo, khu vực không gian tầng cuối cùng, tầng 3. Tầng cuối cùng thì chúng ta có khu vực toilet cũng như là phòng ngủ thứ ba và phòng thờ. Không gian toilet này chúng ta đầy đủ rồi ha, khá là rộng rãi, cũng như là khu vực không gian tắm, bồn cầu, lavabo. Tắm chúng ta có vách kính ngăn riêng. Tiếp đến cuối cùng chúng ta sẽ tham quan phòng ngủ thứ ba, phòng ngủ cuối cùng.
căn nhà với 3 phòng ngủ full nội thất rất là đẹp như thế này, phù hợp cho gia đình chúng ta tầm 3 thế hệ, 3 gia đình vẫn có thể ở trong căn nhà hôm nay nha. Mỗi căn phòng ngủ thiết kế có ban công riêng, tạo không khí cũng như là gió thổi rất là thoáng cho ngôi nhà. Mỗi vị trí, mỗi căn phòng đều chúng ta nhìn xuống khu vực hồ bơi. Như căn nhà hôm nay thì chúng ta không cần thiết chúng ta phải đi ở khách sạn hay là chúng ta đi đâu cả ha. Sau mỗi giờ làm việc chúng ta có thể về căn nhà hôm nay với đầy đủ công năng, đầy đủ tiện ích, cũng như là khu vui chơi hồ bơi rất là tốt. Vị trí thì lại ngay trung tâm, rất là nhiều bệnh viện, chợ, trường học, vân vân. Và căn nhà hôm nay với giá bán là 4.750.000.000 thì quá là tốt rồi quý anh chị. Tiếp tục thì khu vực cuối cùng, khu vực này chúng ta là khu vực phòng thờ, phía sau là sân phơi quý anh chị, nãy đi ngang qua quay mất. Phía trước này chúng ta có ban công nhỏ. Căn nhà thiết kế đẳng cấp nha quý anh chị. Khu vực tường hai bên chúng ta được ốp đá 100%. Căn nhà với ốp đá, ốp gạch như thế này thì chúng ta khỏi phải sợ là căn nhà vấy bẩn nha. Vâng, xin tứ chiến xin tạm dừng để video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị video lần sau nha.